luôn này đúng không? Dạ. Bỏ luôn không? Đó là mình khác ha. Xin chồng đi học ở đây là học ở đây là nữ, là trước khi xăm là phải suy nghĩ kỹ chứ không có cho xăm. Nam thì muốn xăm gì xăm. Dạ không, chỉ là hôm bữa em nói với nhà là em mốt đi học muốn xăm nghệ thuật mình nhỏ mà như thế để xăm sau này xăm con gái á. Hiểu rồi. Bây giờ em vô đây em xăm hình bự, học hình bự về em mốt muốn xăm cái hình nhỏ nhỏ cho người ta thì bình thường, lớn được thì nhỏ được cái gì. Chạy được xe hơi không? Chạy được xe hơi thì chạy được Honda thôi, cái gì đâu. Chỉnh vô, chỉnh ốc vô. Đó. Mở ốc bên ngoài ra, mở ốc bên ngoài ra. Đó, dòng nữa. Rồi. Ốc nó bị chạy rồi đó. Hai cái máy trắng gì nóc kia đi. Chế này đợi chút xíu con cứ làm đi. Tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Hiện thời bây giờ tạm thời cho mất đi hình cũ được khoảng 40%. Đợt thứ hai là sẽ mất hết hoàn toàn, hiện ra tác phẩm mới hoàn toàn nha. Các thầy dễ thân. Đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. À, con quay ra đây cho chú, quay xem gửi hiện đi cho nó có đủ ánh sáng. Giờ mới xong nha.
Anh này ảnh chơi dứt một phát một được như đây luôn, rồi là cũng lì lắm nha các bạn. Ở đây tạm thời còn lại chút xíu, đợt sau sẽ mất luôn. Mình sẽ ấp chung các phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi nha. Ở trên đây là nguyên một cái hoa văn rất là bự, lên tới trên cổ luôn nè. Đó, sửa từ từ chia giai đoạn ra, màu nó sẽ tươi nha các bạn. Và nó sẽ ra tác phẩm mới, chứ quýnh một lần một là lúc mà lột ra nó sẽ hiện hình cũ nha. Cho nên mình chia giai đoạn cho mình làm, không phải là lấy sợi đau nha, tại vì mình tạm ngưng để bảo toàn số lượng máu của anh đó. Còn rất là nhiều, mới này mới được có 40-50% thôi. Rồi sau phát cơ nó biến trắng nè, vô màu nè, bông sen nè, phát cơ xuống biển nè. Bên đây chưa phát cơ nữa. Tạm thời được như đây nha. Rồi sao làm tiếp nha các bạn. Nó lì như củ mì vậy. Bên kia rồi, bên con ở đây hả? 3 ngày là lành rồi, mới 3 ngày là bung. Ba ngày bắt đầu là bung mài từ từ. Ban cái giường kia ra đây chân. Con bê ra rồi con muốn bao lông luôn. Khách bên đây chuẩn bị vô làm. Lên trên đi. Anh trên này trước rồi coi rồi anh. Trước mũi kim cái đầu nó đứng đây.
Chào các bạn nha. Hiện tại hôm nay làm được thêm cho anh khoảng được 20%, cái này khoảng được 70% rồi nha các bạn. Đây là hình sữa cover nha. Đợt trước quýnh mới 3 ngày, nay lành nè. Lành nè, bung hết rồi. Nay anh Hoành là anh quýnh được thêm cho được bụng. Đây là hình cover sữa nha các bạn. Mình sẽ up chung với tác phẩm lúc đầu chưa sữa cho các bạn coi nha. Nguyên một cái hoa văn rất là bự. Đây giờ nó vẫn còn miếng cái hoa văn nè, còn lú nè. Còn mấy này là lành rồi nha. Này vô quýnh tô màu bụng này nọ chưa xong, đợi đặt sao xong còn một lần nữa. Anh em chưa đau dữ lắm, vô thăng vô hay sao. Đây đang khô mài nha, nó cũng bụng rồi. Còn một đợt nữa là mất luôn nha. Đợt nữa là mất cái này luôn. Đây chúng tôi chuyên cover, chuyên chữa hình nha các bạn. Mốt kéo cái thùng rác qua nha con. Hay cho chân. Đang phun nha các bạn. Ở đây ngày nào cũng hình sữa đó. Đây là địa chỉ nha. Đây là địa chỉ. Rồi con đứng lên một chút con. Đứng vô trong này. Rồi. Rồi không vô. Hình này hình sữa. Ông xong nguyên cái hoa văn đen thù lù giống nhau nha. Rồi chưa xong. Còn vô màu thêm một lần nữa. Này vô màu và thêm một lần nữa nó mới tươi nha. À tôi học lái, tôi học lái chơi hơi trong xuôi đi, tôi xuống tôi thăm ông. Tôi học lái chơi hơi trong xuôi đó, tôi xuống tôi thăm ông, tôi nhậu. Các bạn nha, hiện tại hôm nay làm được thêm cho anh khoảng được 20%, cái này khoảng được 70% rồi nha các bạn. Đây là hình sữa cover nha. Đợt trước quýnh mới 3 ngày, nay lành nè. Lành nè, bung hết rồi. Nay anh Hoành là anh quýnh được thêm cho được bụng. Đây là hình cover sữa nha các bạn. Mình sẽ up chung với tác phẩm lúc đầu chưa sữa cho các bạn coi nha. Nguyên một cái hoa văn rất là bự. Đây giờ nó vẫn còn miếng cái hoa văn nè, còn lú nè. Còn mấy này là lành rồi nha. Này vô quýnh tô màu bụng này nọ chưa xong, đợi đặt sao xong còn một lần nữa. Anh này anh chưa đau dữ lắm.
Đây đang khô mài nha. Đó, cái bụng này. Còn một đợt nữa là mất luôn. Đợt nữa là mất cái này luôn. Đây chúng tôi chuyên cover, chuyên chữa hình nha các bạn. Mốt kéo cái thùng rác luôn nha con. Dạ. Anh cho chân. Dạ. Khách đang phun nha các bạn. Ở đây ngày nào cũng hình sữa đó. Đây là địa chỉ nha. Đây là địa chỉ. Rồi con đứng lên một chút con. Đứng lên trong này. Rồi. Rồi không đi. Hình này hình sữa, ổng xăm nguyên cái hoa văn đen thù lù giống như ông nha. Rồi chưa xong, còn vô màu thêm một lần nữa. Này vô màu rồi thêm một lần nữa nó mới tươi nha. À, tôi học lái, tôi học lái chơi hơi trong xuôi đi, tôi xuống tôi thăm ông. Tôi học lái chơi hơi trong xuôi đó, tôi xuống tôi thăm ông, tôi nhậu. Rồi các bạn nha, đây là hình sữa nha các bạn. Hoàn toàn mất luôn hình cũ luôn nha. Đó. Các bạn coi thử đi, còn thấy được cái hoa văn không nha. Dưới lưng ảnh có nguyên cái hoa văn luôn á. Đó, mất cái hoa văn này nha, hoàn toàn mất cái hoa văn hết. Mới vừa xong. À, hôm nay là mình ảnh lại là mình bảo hành coi như thế nào mình coi nha. Để lại mình vô màu lần 2 cho nó tươi lên nha các bạn. Được mất xong. Kêu mấy bạn học sinh trên đó xuống đây cho các bạn coi cái hình này. Con có về có coi là cái hình của con không? Có chú. Thấy mất chưa? Thấy mất hoa văn chưa? Mất hoa văn phải không? Ân ý đúng không? Dạ. Ok. À, ảnh sợ miếng trắng nha các bạn. Cho nên tạm thời mình không có miếng trắng nha. À, sau này ảnh có thích nữa thì ảnh vành lại mình xin miếng trắng theo ý của ảnh. Giờ là hoa văn rồi này nọ là mất hết. Hình xăm cũ ảnh lên tới cổ luôn á. Hiện hình là các bạn nha. Đúng rồi, con để à. Mai ăn ghé cũng được, mai làm cho xong cũng còn 5% mà. Tác phẩm là xong trong vòng 1 ngày nha các bạn. Ngày này là ngày lần thứ 2 nha. Nhưng mà nó còn viên ngọc chưa vô màu nữa mà. Anh không chịu vô viên ngọc. Vô anh, muốn để trắng. Để trắng, ổng đau, ổng nói vậy thôi. Nó ngộ. Đợi ổng hết đau, rồi ổng đòi vô viên ngọc. Viên ngọc, cái rồng nó đang quất viên ngọc mà. Ổng đau, ổng nói vậy thôi. Quay vừa đẹp quá rồi. Dạ, bây giờ đau quá rồi về bên phim mẫu không cho nữa kìa. Ở đây chúng tôi xăm bít lưng bít tay trong vòng ngày nha các bạn. Các bạn chỉ đau giỏi. Xăm là bảo hành suốt đời luôn. Mình cái đau là mình ngưng à, đừng cố gắng. Anh này ảnh chơi không tê, bây giờ ảnh đau quá là ảnh ngưng à. Còn tả gâu trong cái càng chân.
cong xuống dùm cái bạn bạn Hiền. Cong xuống cong cong lưng xuống gần gần như nè, cong cong xuống. Ok. Rồi thả lỏng luôn. Con mắt cũng chưa dơ nữa. Chưa xong, tụi mày chưa xong. Còn gâu nữa, cũng còn khoảng 10% nữa, từ từ xong. Ông kia cũng lì á, ông dính bít lưng mà ông dài là ông lì á, lì hơn tại vì vừa rồi ông nó xong, vừa rồi xong cái nét rồi bỏ chặn mất tiêu luôn á, vừa rồi xong cái khung rồi bỏ. Anh thấy cái này là ok.
mỏng lắm, mỏng dính à. Mùi trên chảo luôn lắm. Con thấy nó mỏng á. Giờ thì có cái bóp. Thả nó tùy. Mình dính nè. Không còn cái nịt nữa. Cái nịt đây. Đây không còn cái nịt luôn nè. Mình chỉ có phải cài, cài cái thuốc. Chị qua đây là chị dòm có mũi kim. Thấy về đều lô rồi cô. Chị đậm không? Nắp không? Hiểu không? Dòm dẫm mũi kim. Lắc léo như thế nào mà. Coi.
Đó. Vô xanh lá cây con. Mỗi này mình dễ thay nha các bạn, mỗi dễ tan. Bếp thôi bếp kế thôi. Vừa mới xong. Cá chép quá gần thành gòn để ngọc lưu ly nha. Kế thôi làm tì vàng. Đây địa chỉ nha các bạn. Địa chỉ của tiệm. Lúc này là anh đang nằm nha. Rồi con ngồi dậy cho chú luôn thôi. Thank you.
xuống luôn cà chú, đứng xuống luôn cà chú, đứng bên này còn đứng bên này. Rồi cong hai dây luôn rồi. Cong vai. Cong kia kìa. Cong cong lưng cũng chút xíu luôn. Rồi đó, rồi thẳng lên cho chú coi. Đứng ngồi nằm đều được hết nhiêu rồi. Bên đây sửa tặng luôn rồi. Xong cái lưng giảm cho 70% rồi sửa tặng cho anh đây luôn. Đó. Sướng ha, đúng không? Dạ. Anh nghĩ không con? Dạ, qua đưa đi chú, đẹp lắm chú. Cái kia để đợt sau làm cho con. Dạ. Đầu kia. Dạ. Chú xong là số 1 rồi, nhất rồi. Con quay lại lưng cho chú rồi. Dạ. Xong nha các bạn, xong nhiều lần. Lý do không có thời gian lấy được buổi tối mới tới xong. Xong từ lúc 7 giờ tới 9 giờ cứ mỗi ngày ít. Bây giờ anh đang đứng nha các bạn. Bây giờ cho các bạn coi anh đang ngồi lại nha. Rồi con ngồi lên trên như ghế luôn. Hai cái sừng rồng nữa các bạn, bảy ngọc lưu ly kéo theo đồng tiền vàng này để chỉnh nha. Đây đây, con nằm xuống luôn cho chú coi, nằm xuống mình đi chèo kia luôn, đi chạy nằm xuống, nằm xuống cũng đẹp nha các bạn. Số điện thoại và bấm số điện thoại ra kênh YouTube luôn các bạn, và Zalo và Facebook hết luôn. Vừa mới xong. Rồi các bạn nha, đây là tác phẩm xăm bích người nha các bạn. Nối tiếp chương trình của hình xăm ở giữa của người khác xăm nha các bạn. Còn tất cả là tác phẩm mình xăm từ tối tới sáng và vừa mới xong nha. Cái này mới xong được 60% nha các bạn. Hiện tại mình đang 6 giờ sáng rồi. Xăm từ tối tới sáng luôn cho nên chúng tôi tạm ngưng để nghỉ ngơi nha. Đón ngày mới. Rồi từ từ. Rồi quay từ nha. Đây tác phẩm mới vừa xăm xong nha các bạn. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Có thể xăm bích tay, bích lưng, bích chân trong vòng một ngày nữa các bạn chị đào giỏi nha. Tác phẩm vừa xăm xong nha các bạn. Đây. Chưa xong hết nha các bạn. Ở trong là nguyên một cái đại dương mênh mông luôn. Chưa có vô màu nữa các bạn. Ở cái bên bạch tuộc luôn. Đây là tiếp bước chương trình của một người thợ xăm xăm một con khỉ với lại con ngựa xăm xuôi. Bây giờ chúng tôi xăm nối ra bích nguyên tay luôn nha các bạn. Bích hai tay nha. Tác phẩm xăm được 60%.
mới vừa xăm xong thôi. Chưa xong hết nha các bạn. Nên bây giờ sáng rồi chúng tôi tạm ngưng. Ở giữa là hình của thợ khác xăm nha các bạn. Con ngựa là của thợ khác xăm nha. Con Tinh Tinh cũng thủ thợ khác xăm nha. Còn con cọp ở đây nói tiếp ra nha các bạn. Mới cọp mới xăm hôm qua, hôm nay anh xăm tiếp. Bạn nào có theo dõi Facebook sẽ thấy tác phẩm này xăm liên tục 2 ngày, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng nha. Tôi cho thầy mở cái lên. Địa chỉ của chúng tôi là 32 Thất Vận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. 32 Thất Vận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu giữ việc tới thẳng tiệm nha. Nói ý tưởng chúng tôi sẽ thiết kế hình theo yêu cầu của các bạn. Lao hàng mắt mình thầy. Lấy khăn lao hàng. Đây là những anh đồng nghiệp làm sáng đêm nha các bạn. Đây địa chỉ 32 Thất Vận Đức. Chào các bạn. Chào các bạn nha, đây là một tác phẩm nối bít tai nha các bạn. Mình không có đụng với hình cũ của khách nha. Hình cũ của khách còn mình mới xăm thêm vô để nối lên bít tai nha các bạn. Bây giờ mới xong được có 50% thôi. Chưa xong. Còn đang nói là bít ngực và bít qua bên tay kia luôn các bạn. Tác phẩm cũ của khách rất là đẹp nha, mà cho nên mình không có đụng gì tới nha các bạn. Mình chỉ làm cho nó tư lên thôi. Bên đây là hình châu Âu nha các bạn. Bên đây xong xuôi sẽ ra một bức tranh nha. Bây giờ mới đi like xong xuôi. Không có đụng lên tới hình cũ nha, thì kết dính vậy thôi. Đây là địa chỉ nha các bạn. 32 Thất Vận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Ngày mai là tiếp tục nha các bạn. Con biết cái mặt chiều bên một tờ giấy bên nó già nó mỏng đây sao con mạnh vô con mạnh vô đó các bạn, tìm được con rồng xương nha các bạn, rất là to nằm dưới con cá này. Ở đây chúng tôi chiên cover, chiên sửa hình. Trước khi anh ấy vô cover sửa hình này có nguyên một con rồng xương to từ dưới con cá lên bằng con cá luôn, hơn 1 gang tay nha các bạn. Và khách yêu cầu chỉ xăm trong phạm vi đó, không được lớn hơn. Chúng tôi bắt từ cái hình bị hư đi lên, không to hơn kích thước khách yêu cầu và cũng không được nhỏ hơn cái hình bị hư. Tại vì nếu nhỏ hơn hình bị hư thì sẽ lòi hình cũ ra. Ở đây chúng tôi chuyên cover xuyên chữa hình. Bạn nào có hình xăm không ý cái gì tới đây tìm. Mình sẽ up chung tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi và so sánh nha. Đây là một hình chúng tôi xài khăn ướt cho nên các bạn thấy da hơi sưng, nhưng mà lột ra rất là tươi nha các bạn. Dù là tác phẩm xăm trong vòng 3 tiếng. Cái này xăm trong vòng 3 tiếng là tại vì có ủ tê nha các bạn. Trong thời gian ủ tê đợi là hết 1 tiếng đồng hồ.
bạn cứ tìm ra, nếu mà tìm được hình xăm cũ của anh ấy, mình sẽ tặng cho các bạn một cái tác phẩm bích lưng. Ở đây sửa hình là mất luôn hình cũ nha các bạn, không hiện được hình cũ rồi nha. Vừa mới xong. Các bạn cứ coi cái hình lúc chưa sửa mình up chân và các bạn so sánh nha. Bạn nào muốn biết Facebook của mình cứ việc bấm số điện thoại của mình là sẽ hiện ra Facebook nha. Rồi so sánh với hình cũ. Ở đây chuyên cover, chuyên sửa hình. Đây là anh khách mới làm xong và dưới đây là một anh khách đang nằm. Đây, rất là đẹp trai. Và đây là địa chỉ nha các bạn. Và có anh thợ rất là xấu nha các bạn. Anh này người nước ngoài nha các bạn. Anh này nói tiếng nghe không được nha. Găng đi hứa. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm tiếp bước của anh thợ xăm khác nha các bạn. Mình thì không ý kiến ý cò gì, mình không nói gì, nhưng mà mình gửi lời cảm ơn thôi. Tại công trình gian dở cho nên người ta tới với mình nha các bạn. Mình là thợ xăm cho nên người ta cũng đồng nghiệp, cho nên mình vẫn phải tôn trọng chút xíu. Cái này là vừa mới xong nha các bạn. Mình sẽ up chung tác phẩm lúc chưa xong cho các bạn coi nha. Cái này là phố nối nha các bạn. Tiếp bước công trình của thợ xăm khác. Và chỉnh sửa là chút xíu thôi. Thank you.